Cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ màn hình của Sài Gòn TV 55.3 trong chương trình Talk Show Biết Làm Sao Đây. Anh Đức biết là bây giờ đó nhiều người cũng hay bị allergy rồi bị khan tiếng. Đúng. Thì họ nói là cái cách tốt nhất là nên làm cái gì? Thì anh Đức có bao giờ bị khan tiếng chưa? À, nói về cái vấn đề khan tiếng này thì khoảng một thời gian trước, bây giờ thì thôi rồi. Đức Phạm có đi hát thì nhiều lúc khan tiếng bất ngờ như vậy thì làm sao đây? Dạ vâng. Thì sau đó thì bà xã nói là uống nước giá này. Vâng. Rồi uống nước gừng này, thấy cũng đỡ. Thì theo như Thanh Ngọc thì thấy như thế nào? Đỡ liền không anh? Đỡ liền không? Cũng không đỡ liền đâu. Nhưng mà nó sẽ thuyên giảm. Dạ. Thì Thanh Ngọc cũng sưu tầm để mà có những cái câu trả lời cho quý vị đó. Thì giá cũng là một trong những cái nguyên liệu mà chúng ta có thể luộc nước giá lên chúng ta uống. Thì họ nói là sau đó chúng ta sẽ bớt được ngay cái khan tiếng. Rồi nước gừng với nước chanh nữa anh. Thì họ nói chúng ta vâng, khi mà chúng ta đun nước nóng lên một chút xíu, chúng ta cho vào một chút xíu mật ong, rồi một chút xíu đưa gừng chúng ta mài nhỏ ra, rồi vắt vào một chút xíu chanh, thì cũng làm cho chúng ta cái giọng nó thanh lại nhiều hơn. Đó là những cái cách trị mà có thể là ngay lập tức đó, là gần nhất đó, để chúng ta có thể. Rồi nếu mà chúng ta có thể nước củ cải trắng nè, thì họ nói là cũng có thể là trị khan tiếng nữa. Chúng ta luộc nước củ cải trắng lên với lại đập vào một chút xíu gừng tươi, thì chúng ta nấu cái nước đó chúng ta uống cũng giảm được cái khan tiếng. Vâng. Hay quá ha. Dạ. Nhưng mà có một ông bạn của Đức Phạm nói là cái gì? Ông cứ làm một ly rượu vang như thì nó cũng cũng có thể thì quý vị muốn nguyên liệu nào quý vị cứ việc chọn lựa thôi. Vâng. Thì có thể là rượu vang mà chắc phải là rượu đắt tiền đó không anh? Không biết. À không, nếu mà nói đến rượu thì cũng có một lần Thanh Ngọc bị khan tiếng thật. Vâng. Thì có anh bạn nó lại đem đến cho Thanh Ngọc cái chai whisky, nhưng mà cái này gọi là không, cái này đặc biệt anh, cái này gọi là honey whisky. Đó là trong đó nó có chất mật ong. Vâng. Nhưng mà thật sự là rất là help, rất là hiệu quả. Ngay sau đó là Thanh Ngọc chỉ uống một chút xíu thôi, một shot. Tự nhiên là cái cổ của mình nó sẽ đỡ hơn nhiều. Quý vị cứ thử đi. Nếu mà không muốn uống nước chanh, nước gừng đó thì cứ làm một shot. Thanh Ngọc ơi, có một cái câu hỏi này nhá. Dạ. Thì cũng hơi tế nhị nhưng mà cũng xin trình bày là những cái người mà đi giày nó hôi chân quá thì bây giờ phải làm sao? Cái đó là một cái câu hỏi chung của các ông cũng nhiều lắm quý vị. Thanh Ngọc thật ra cũng có quý vị thính giả gọi vào hỏi những câu như vậy rồi. Thật ra ai cũng nhiều khi có những đi làm cả ngày đó, mồ hôi chân nó ra và cái đôi giày chúng ta cởi ra thì cái mùi không có thích tí nào. Thì họ nói có nhiều cách lắm quý vị. Nếu mà hôi vừa thôi đó thì chúng ta chỉ có cần bỏ vào trong tất một chút xíu như cái phấn của baby. Cái phấn mà chúng ta dùng cho baby đó, thì chúng ta rắc vào trong cái tất một cái đôi vớ của chúng ta và chúng ta nhét vào trong đó. Thì cái mùi phấn nó cũng sẽ làm cho cái đôi giày chúng ta bớt hôi. Khi mà chúng ta giặt đồ, chúng ta sấy đồ có cái tờ bounce anh, cái tờ bounce nó có mùi thơm. Thì chúng ta khi mà đi làm về chúng ta cũng nhét cái tờ đó vào trong từng chiếc giày, thì sáng ra chúng ta sẽ có cái đôi giày không có bị hôi nhiều. Nếu mà nhiều quá đó, hôi nhiều quá đó, thì chúng ta phải vắt vào trong cái đôi vớ của chúng ta một chút xíu chanh. Chanh. Vâng, với lại baking soda. Thì quý vị nhớ là đừng có vắt trực tiếp vào cái đôi giày mà vắt vào một cái chiếc vớ. Xong chúng ta nhét cái vớ đó vào trong cái đôi giày để mà sáng ra chúng ta, cái đôi giày của chúng ta nó không có mùi nữa. Về cái giấy sấy đồ đó thì anh thấy rằng là có người dặn là nếu mà mình giữ lại xong mình bỏ vào những cái thùng rác này kia, nó không giữ vâng, được đúng mùi rồi, thơm, đúng rồi vâng. Nó đỡ được những cái mùi hôi từ cái thùng rác. Mà cái giấy sấy đồ đó, cái giấy bao số quý vị có nhiều cái công hiệu trong đời sống của chúng ta lắm. Rồi có lần thì Thanh Ngọc quý vị gọi vào chia sẻ đó là chúng ta có thể dùng cái giấy bao đó để mà lau lên người trước khi chúng ta ra ngoài vườn bị mũi cắn ăn. Cái giấy đó cũng giúp cho chúng ta không có bị mũi cắn. Như vậy nữa. Bây giờ sấy đồ là chúng ta giữ lại nhá. Nhưng mà Thanh Ngọc nghĩ là phải cái tờ giấy mới. Có cái mùi chứ, nếu mà anh sấy rồi anh xài lại thì nó lại không, nó mất hết mùi rồi. Vâng. Thì đó thì chúng ta cũng. Còn nói cái chuyện hôi chân đó thì Đức Phạm nhớ là cái hồi mà mình còn trẻ đi học thi đó thì lúc đó ở Việt Nam như vậy là học thi thì rất là buồn ngủ. Rồi mũi cắn nữa rồi đập thì thấy hồi đó ở trong ký túc xá thì thấy mấy anh kia anh ngâm chân trong một cái chậu nước. Mình thấy cũng có lý, bởi vì ngâm vô thì nó sẽ tỉnh và mình sẽ học bài được. Thì sau đó mùa thi cũng qua đi, sau khi là cũng anh em cũng thi đậu hết rồi thì
mình thấy cái cảm ơn anh bởi vì cái này cũng giúp cho tôi để tỉnh ngủ nhưng mà anh nói mày nó có hôi chân đâu mà mày ngâm chân tao hôi chân đâu mà ngâm chân đó. Vậy là người ta ngâm để mà khỏi hôi chân còn anh thì nhưng ngâm mà cho tỉnh giúp ngủ cho mình được ha. Dạ, vâng, thì đó. Miễn sao là nó work thôi. Vâng, nhiều khi một cái tình cờ nào đó mà vâng, mình phát rồi. Giác ra được là cái này nó còn có một cái hiệu quả khác nữa quý vị. Thành ra có những chuyện trong đời sống chúng ta không biết được, nhưng mà vì những người khác có những cái chia sẻ như vậy chúng ta học hỏi được nhiều phải không anh? Vâng. Rồi có những cái chị hoặc là có những cô thì là than thân trách phận nói là đời mình đau khổ quá. Thì vâng. Đức Phạm chỉ dùng một cái câu mà người ta vẫn nói với nhau thôi. Cũng hồng nhàn bạc phận mà. Thì tự nhiên họ rất lấy làm sung sướng bởi vì họ cũng là người đẹp vậy. Vâng, thật ra cái câu hồng nhan chân chuyên á thì Thanh Ngọc thấy nhiều hơn. Bởi vì người ta nói là người đẹp là luôn luôn nó khổ. Vâng, thì họ nói là giống như là họ nói trời ghen hay là... trời quen thói má hồng đánh ghen. Ghen, vâng. Thì đó thì nhiều khi đó là một cái câu an ủi thôi. Nhưng mà Thanh Ngọc á, thì anh Đức cũng biết là Thanh Ngọc làm tiệm Thanh Ngọc đó. Thì có nhiều phụ nữ đến, có nhiều chị em phụ nữ đến. Nhiều khi không có, Thanh Ngọc không có quen biết luôn. Nhưng mà nhiều khi nằm xuống để mà cho Thanh Ngọc làm đẹp đó. Thì tự nhiên tâm là... sự. Tâm sự là đời sống mình như thế nào, đang quen cái anh này. Rồi bây giờ anh như vậy thì biết phải làm sao đây. Thành ra nhiều khi vì những cái đó Thanh Ngọc đem tới những câu hỏi nhiều đó đề tài ha. Vâng, là rất là nhiều đề tài phong phú lắm quý vị. Và nhiều khi họ nằm im cho mình làm thì cũng không nói, nhưng mà họ nói nguyên một cái buổi như vậy. Thành ra nhiều khi cái giờ của Thanh Ngọc có 1 giờ thôi, nhưng mà họ nói ra tới 2 giờ luôn. Thì không có dám tính tiền thêm anh. Nghe hết tâm sự của mọi người. Vâng, nhưng mà cũng là một cái điều để mình học hỏi thêm. Thêm là đồng thời cũng tạo một cái relationship với khách hàng ha. Dạ vâng. Nhưng mà cái câu hồng nhan đa chuân, hồng nhan giam chuân, hồng nhan bạc phận bây giờ có lẽ không đúng nữa rồi. Phải nói là hồng nhan bạc triệu. Bây giờ cô nào là người mẫu, cô nào đẹp đó có thể lấy chồng triệu phú được. Dạ vâng, hồng nhan bạc triệu nghe hay đó, nghe có lý hơn đó. Vâng. Đây là một những cái chương trình chúng ta giới thiệu đến quý vị. Thì quý vị có thể là cứ gửi vào những câu hỏi phải không anh? Vâng. Thì một lần nữa anh cho quý vị cái số phone. Vâng, thì số phone của Sài Gòn TV là 817-855-0001. Và đồng thời quý vị có thể gọi cho Thanh Ngọc. Thanh Ngọc nhắc lại cái số phone của mình. Dạ vâng, Thanh Ngọc là 682-433-2551. Và quý vị có thể nhắn tin. Nhiều khi Thanh Ngọc không bắt phone được đó. Và theo Thanh Ngọc biết là cái chương trình này cái chủ đề rất là phong phú. Bất cứ một cái câu hỏi nào chúng ta cũng có thể đem đến, cũng có thể chia sẻ hết về vườn tược nè, về nấu ăn, về xung quanh đời sống chúng ta, về lau chùi nhà cửa, lau chùi quần áo, rồi tình cảm, gia đình, chồng thì chúng con nó baby sit được cả chứ không? Dạ, vâng, tất cả những cái gì ở trên cuộc đời này chúng ta có thể trao đổi cho nhau kinh nghiệm và cũng thể là giải đáp những cái thắc mắc cho nhau. Dạ vâng. Có một bác kia, bác nghe chương trình của Thanh Ngọc xong, bác cũng hỏi Thanh Ngọc là người ta nói có cái câu là cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê đó anh. Tức là khi mà chồng giận thì vợ làm lành đó. Nhưng mà bác nói là bác đã nhỏ lửa rồi mà nó vẫn khê thì sao? Vâng, bác nói bây giờ làm sao đây cô Thanh Ngọc? Bác đã nhỏ lửa rồi mà nó vẫn khê. Tức là cái ông nhà tôi ông ngang lắm. Thì cứ bảo là bây giờ nó như vậy đó làm sao cô? Bảo bác ơi, khi nào bác tìm ra câu trả lời bác giúp cháu luôn. Và như vậy, quý thính giả ngày hôm nay coi chương trình này sẽ cùng tìm ra cái câu trả lời nhá. Dạ, và cũng vâng. Giúp cho cô Thanh Ngọc để trong cái chương trình biết làm sao đây phải không anh? Mỗi ngày chúng ta đều hỏi cái câu hỏi này hết, thì quý vị thấy đó, một ngày không biết là hỏi bao nhiêu lần, chuyện lớn vâng, chuyện nhỏ rồi. Nó đụng thì... chuyện như vậy thì chúng ta biết làm sao đây. Vâng. Thì cuộc đời luôn luôn có những bất ngờ và cuộc đời luôn luôn có những câu hỏi làm sao chúng ta có thể giải quyết được, đó là một cái, không phải là một cái câu hỏi của một người mà có thể câu hỏi của nhiều người và của chung cho cái kiếp người của chúng ta. Thì Thanh Ngọc sẽ giúp cho khán thính giả hệ thống những cái câu hỏi này, và đồng thời mình có thể tìm trong sách vở phải không? Dạ, vâng. Tìm trong những cái quý vị cao minh khán giả, bởi vì khán giả sẽ giúp cho chương trình của Thanh Ngọc biết làm sao đây. Đó là một câu hỏi dường như là qua các thời đại, qua các thế hệ, rồi không phân biệt nam phụ lão ấu rồi nam nữ nữa, chúng ta đều có những cái câu tự hỏi trong lòng của mình. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì cũng là cái khởi đầu cho cái chương trình biết làm sao đây thôi, thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ cùng đón nhận chương trình của cô Thanh Ngọc và của đài Sài Gòn TV. Mọi ý kiến xin gửi về 817 855 001 và số phone của Thanh Ngọc.
Chỉ còn một chút xíu nữa thì hết thời gian thì Thanh Ngọc gửi lời chào đến quý thính giả của Sài Gòn TV. Dạ vâng, Thanh Ngọc rất là vui và rất là hào hứng được đến với tất cả quý vị thính giả trong chương trình này cùng anh Phạm Đức ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị chương trình này. Và số phone của Thanh Ngọc là 682-433-2551. Quý vị có thể nhắn tin để gửi vào những câu hỏi, không cần nêu danh tánh. Thanh Ngọc sẽ mang câu hỏi quý vị đến và hỏi tất cả mọi người ai có thể chia sẻ được. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Xin kính chào quý vị.